Hello, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube chuyên bài hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm và một cục đẩy đến từ thương hiệu rất là quen thuộc cho anh em, VSC, và tên model là MX700. Đây là một dòng trong số series MX nha anh em. USC thì mình thấy chủ yếu sẽ có hai dòng, một là dòng USA, hai dòng MX. Dòng MX thì nó sẽ xài sò than, còn dòng USA thì nó sẽ xài sò sắt anh em ạ. Nói chung là về sức mạnh của những dòng sản phẩm mà của USC thì nó cũng đều xâm xơm nhau anh em ạ, vì nó thiết kế theo một cái chuẩn riêng của nó rồi, nên cho dù là sò sắt hay là sò than thì bà chất âm của nó thì nó sẽ trên nhau không quá là nhiều nha anh em. Đây, con này là USC MX700. Và con này sẽ là dòng đẩy mà sẽ có hai channel nha anh em, channel 1 và channel 2. Và những dòng sản phẩm mà của USC thì anh em thấy là nó sẽ có một cái đường kẻ sọc màu xanh nha anh em. Đây là đặc trưng của USC rồi. Ngoài ra thì con này có thiết kế cũng tương đối là giống như cái model cao cấp là USC 1500A, thì nó cũng sẽ xài chung một cái thiết kế với dòng này nha anh em. Đây là dòng MX700. Đây, mời anh em cùng xem qua về hình thức như là về thiết kế sản phẩm luôn. Đây, hình thức cái này còn mới anh em, khoảng 90% đẹp lung linh nha anh em. Đây, sản phẩm mình sẽ trang bị chúng ta một quạt gió tản nhiệt 4 chậm loa. Em có thể cắm đồ bắp chuối và em xỏ dây vào khi mà mở cái này ra cũng ok nha anh em. Bên cạnh là các cổng mà cắm dây AV và những tặng luôn cho anh em hai giác chuyển từ 6 ly ra cái bông sen này nha anh em. Còn đây là tem của sản phẩm USC được sản xuất tại USA nha anh em. Đây, USA model là MX700. Công suất của này là 225W ở mỗi channel. Cổng công suất của nó là 450W nha anh em. Nói chung là một công suất rất là khá. Điện là 120V. Bên dưới là số series của sản phẩm. Đây, cái này thì vẫn là đẹp tinh tươm nhưng mà mặt sau sản phẩm này tem nhãn chữ nghĩa vẫn còn rất là rõ ràng. Và giờ nội thất ở bên trong thì sản phẩm thì trang bị cho chúng ta tổng cộng là 12 con sò Domino nha anh em. Cấu hình cái này khoảng 450W cộng với 12 con sò Domino. Thì một chiếu hình mà rất là tốt để cho anh em kiếm những cặp loa tầm là từ 3 tấc hoặc loa 4 tấc thì bán rất ok. Rồi bây giờ chúng sẽ test luôn chất âm của con này khi chơi với cặp loa 4 tấc của JBL nha anh em. Đây, JBL CRX100. Rồi mời anh em. Bao năm xuôi ngược khắp miền hè quân ngày đêm, gian lao nhưng lòng vẫn hẹn tình yêu đôi sau. Cho nên nhiều khi biết chẳng cứ vài câu làm tin thế thôi. Nàng hay chấn hương người tình điên ai, bảo rằng vì ai nỡ đành nhạt phai. Em ơi cho mong người em yêu.
chung là về sức mạnh của cuộc đời VSC MX700 thì Nhật đem phối ghép với cặp loa của JBL 4 tấc. Nên em thấy cái này đánh rất là lực cho anh em. Con này anh em có thể thoải mái mà phối ghép với những cặp loa 4 tấc và hai cặp 3 tấc thì rất là ok. Rồi anh em thấy sao về cuộc đời này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu em thấy video hữu ích, hãy đăng ký kênh để ủng hộ Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em chỉ mưa lần tới.